Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với kênh YouTube chính thức của Airway 301. Và thưa quý vị và các bạn, nói về loa màng giấy nói chung và loa chép màng giấy nói riêng thì nó quá phổ biến, quá quen thuộc rồi. Tìm đâu ra được một cái vật liệu màng giấy như thế này, nó có thể áp dụng được hầu hết tất cả các loại loa, anh em thấy nhá. Loa bass cũng có thể loa màng giấy này, loa chung màng giấy này, loa chép màng giấy này, thậm chí loa đồng trục màng giấy, loa toàn giải cũng có thể sử dụng màng giấy. Và xét về cái lịch sử hình thành sản xuất ra màng loa thì màng giấy cũng là cái vật liệu đầu tiên được sản xuất ra màng loa anh em nhé, và cho đến tận bây giờ nó vẫn được sử dụng rộng rãi. Dù là bây giờ thời buổi công nghệ hiện đại có rất là nhiều những dạng vật liệu mới ra đời, rất nhiều ưu điểm, thế nhưng mà nó vẫn không thể thay thế hoàn toàn dòng loa màng giấy, không chỉ vì lý do này, giá thành rẻ này, dễ dàng sản xuất này, một cái yếu tố cốt lõi để những dòng loa màng giấy nó luôn tồn tại cho đến tận bây giờ, và thậm chí rằng mai sau, tương lai, loa màng giấy vẫn phát triển. Đó là cái chất âm của những dòng loa màng giấy, nó đem đến cái sự nhẹ nhàng, sự tự nhiên, bay bổng, ấm áp. Anh em mà chơi nhạc vàng, nhạc bolero, đặc biệt là những anh em mà chơi những dòng loa cổ như là 88A, 99A, thích nghe cái dòng chất âm mộc mạc của dòng loa màng giấy, đặc biệt là dòng loa chép màng giấy này, thì rất là mê. Bảo anh em nghe sang dòng loa chép khác thì anh em không nghe được, nghe một lúc là đau đầu, là đau tai. Xét riêng về loa chép màng giấy anh em nhé, nó cũng có cái hạn chế, những cái nhược điểm nhất định. Cái gì cũng thế, nó đều có hai mặt của vấn đề. Nhược điểm của dòng loa chép màng giấy này là cái tần số đáp tuyến của nó khó vươn được lên những cái dải siêu cao tần một cách chính xác và ổn định. Có chiếc loa vươn được lên nhưng mà nó bị nhòe và nó không giữ được cái sự ổn định trong khoảng thời gian dài nên cảm giác nó bị vỡ tiếng. Có khá là nhiều bác chơi những dòng loa cổ mà thích cái tiếng chép của nó sáng, nó nảy hơn, dặn em rằng là sau này mà tìm được con loa chép giấy nào hay thì nhớ về gọi điện cho anh ngay để anh lắp bổ sung cho cặp loa của anh. Thì ngày hôm nay thì em cũng đem đến cho quý vị và các bạn một dòng loa chép màng giấy cao cấp đến từ Anh Quốc, và ngay bây giờ, ngay lúc này, không để anh em phải đợi chờ lâu nữa, em test một cặp loa chép màng giấy nhé, đơn giản thế này thôi. Để em test, anh em cùng thưởng thức xem chất âm của cặp loa chép màng giấy cao cấp nó như thế nào. Mà nhiều anh em phải mê cái tiếng dòng loa chép giấy như thế thì xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một cặp đây. Và rất nhiều anh em nghe trực tiếp không nghĩ rằng giải tần này của một con chép giấy với cái chất âm nó mộc mạc, nó nhẹ nhàng, tí tách và đặc biệt là vẫn vươn được lên những cái dải siêu cao tần. Chất âm thế này thì anh em có nghe cả ngày cũng không bị đau đầu, không bị chói gắt, rất dễ chịu. Không biết các bác và anh em nghe em thu qua điện thoại thế nào, nhưng mà khi mà anh em nghe thực tế, nó khác hoàn toàn với những dòng chép giấy bình thường còn lại anh em ạ. Đó. Và đặc biệt nhá, em đang test với một chiếc âm ly rất rẻ tiền anh em nhá. Âm ly phía sau này vẫn ra được cái chất âm nó tinh tế như thế nào. Wow. Không biết dùng từ để miêu tả cho các bác và anh em về cái chất âm của cặp chép này. Em phải quay gần cam lại giới thiệu ngay cho các bác và anh em. Rồi, tạm dừng một chút và ngay sau đây em sẽ giới thiệu với các bác và anh em cặp loa chép giấy cao cấp đến từ Anh Quốc, để cho anh em nào đang cần tìm một cái chất âm nó nhẹ nhàng và nó bay bổng, nó phê như thế này thì anh em hãy tham khảo ngay dòng loa chép giấy này. Đây, trên tay em đang cầm đây là dòng loa chép giấy của hãng Around đến từ Anh Quốc, và quý vị cùng xem tổng quan một lượt. Nếu nhìn như này thì anh em thấy rằng là nó không khác gì so với dòng chép giấy bình thường. Và ở phía dưới này, quý vị có thể thấy cái sự khác biệt. Ngay đó là cái nam châm được bọc khử từ. Những cái nam châm này được bọc, nó mất đi cái tử tính. Có thể là không mất hoàn toàn đâu, nó giảm đi cực kỳ là nhiều. Đấy anh em nhé. Một cái loa bình thường thì anh em để nam châm vào hút rất là mạnh như này. Đó, còn những cái loa mà bọc khử từ ấy, thì cái nam châm gần như là nó có một cái bọc để nó khử từ tính ra bên ngoài. Cái này có hai cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất
để tránh cái từ tính của củ loa chép này, nó tác động đến những cái linh kiện xung quanh. Và lợi ích thứ hai là tránh bị ảnh hưởng từ có những củ loa bát vào cái nam châm này của nó. Ví dụ anh em để gần những củ loa bát thì chắc chắn rằng nó sẽ có bị chịu tác động từ từ những củ loa bát sang. Cái này tuy là không nhiều nhưng mà nó cũng hạn chế đi để cái nam châm nó được bọc. Và thứ hai là khi bọc lại nhìn nó được đẹp, nó thẩm mỹ hơn. Anh em nhìn củ loa nó sang trọng hơn như thế này. Để quý vị cùng xem nhé. Quay một vòng chi tiết này. Và cái màng giấy nó quá đẹp. Đây, quý vị cùng nhìn. Kể cả những cái viền này. Và những cái nước sơn này quý vị có thể thấy. Phía sau, em sẽ quay phía sau, cận cảnh phía sau, kể cả những phần này nữa cho anh em. Hai cực của loa trừ cộng này, bên nhỏ bên to hoặc có dấu cộng trừ. Đấy. Và logo Around. Modem là AT10B. Và quý vị thấy nhé, con loa chép giấy này công suất lên tới 120W, 8 ohm. Và England. Loa của Anh Quốc. Nói chung là hàng của Anh Quốc thì anh em nghe không gì để chê rồi. Và phía sau đây là em đã lắp sẵn cái mạch lọc phân tần và dây dẫn rồi như thế này. Quý vị cùng theo dõi nhé. Mạch phân tần em sử dụng là mạch T3, gồm có cắt tụ 2.2 400V tụ xịn, đấy, cuộn cảm, chờ cầu trì tự phục hồi. Nhờ có cái mạch phân tần này nó vừa giúp cắt tần số cho loa chép này sạch sẽ trong trẻo này, và thứ hai là bảo vệ loa chép nó an toàn hơn. Có sẵn dây dẫn rồi, chân đứng như này rồi, đơn giản như thế này thôi. Anh em đặt kết nối vào âm ly, nghiền đấu trực tiếp vào âm ly đây, hoặc là kết nối sau hai cọc của loa chính là sử dụng là chạy thôi. Còn về kích thước của dòng loa chép giấy này thì nó cũng như những dòng loa chép giấy khác, về kích thước thì cũng đều có đường kính vành là 9,8 cm. Khi mà để hoàn thiện chiều cao như này là 10 13,5 cm. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếp một cặp loa chép giấy em lắp đầy đủ như này. Đấy, cặp này thì sẽ dành riêng cho những anh em lắp bổ sung cho dàn loa thiếu tương chép, đánh không lên được dải chép. Và khi quý vị và các bạn kết hợp dòng loa chép giấy này này, nó quện vào cái bộ dàn của anh em, nó không kén, nó không những dòng loa chép titan, dòng loa siêu chép nó chói, nó gắt hoặc là nó khó ghép đâu. Chép giấy thì rất là dễ anh em nhé. Anh em cùng thưởng thức tiếp. Rất trong trẻo, sạch sẽ. Đấy, sẽ để nhỏ là coi như làm cái nhạc nền luôn. Và ngay sau đây thì em xin phép báo giá cặp loa chép giấy đến từ Anh Quốc cho các bác và anh em. Hàng này thì rất là hiếm có, khó tìm cho các bác và anh em. Một dòng loa chép giấy cao cấp. Một cặp loa chép giấy Around. Model là AT108. Logo và thông số kỹ thuật thì in chìm ở phía sau loa. Một cặp củ rời này có giá là 1.350.000 đồng. Một cặp củ rời. Đây em tặng kèm tụ cảm cho bác và anh em. Anh em mua củ rời có thể là thay thế hoặc là lắp vào những cái thùng loa cũ bị cháy, bị hỏng loa chép. Còn khi anh em mua hoàn chỉnh như này để lắp bổ sung cho những cặp loa thiếu tương chép sẽ có giá là 1.500.000 đồng anh em nhé. 1.500.000 đầy đủ hoàn thiện dây dẫn cho anh em. Về anh em chỉ việc kết nối là sử dụng. Nếu như quý vị và các bạn yêu thích tiếng của cặp loa chép giấy này hoặc muốn đến trực tiếp trải nghiệm xem là chất âm của loa chép màng giấy đến từ Anh Quốc như thế nào thì có thể đến trực tiếp cơ sở Airway 301 miễn phí giao hàng toàn quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!